đây câu hỏi có đặt ra là cái cuống nó vàng thì nó mới rụng, còn cái dải nào cuống không vàng thì không rụng. À, thì điều đó thì chúng ta cũng phải nghi ngờ tới hai cái vấn đề khác nữa. Tức là ngoài cái việc mà thiếu nước hay là sốc nước hay sốc nhiệt, thì chúng ta phải nghi ngờ tới hai vấn đề. Tức là cái việc bón phân nó không được cân đối đầy đủ trong suốt cả một cái quá trình canh tác một năm của cây tiêu. À, tất nhiên là trong một cái quá trình canh tác dài một năm chúng ta bón không đầy đủ, nhưng đến lúc nhạy cảm nhất là lúc ra bông thì bông nó mới rụng, và có những cái cành nào mà nó hút đủ dinh dưỡng thì nhiều khi cái cuống nó vẫn xanh thì nó còn giữ lại được, và cái cuống nó bị vàng đi có nghĩa là nó cũng bị mất cân đối, rối loạn dinh dưỡng trong cái tiêu thì nó cũng có thể rụng. Như vậy thì bón phân cân đối hợp lý suốt cả năm, ở đây tôi nhấn mạnh vấn đề suốt cả năm, vì không phải chỉ tới khi cây tiêu cần cái tiêu ra hoa đầu quả chúng ta sẽ rụng dễ mà bón cân đối hợp lý đâu. Chúng ta phải bón cân đối hợp lý suốt cả một cái năm như vậy. À, từ khi mà cái cây ra hoa cho tới khi quả lớn, rồi tới khi thu hoạch, rồi thu hoạch xong chúng ta phải bón như thế nào, và đầu mùa mưa chúng ta phải bón như thế nào, tất cả những cái đó đều theo một cái quy trình bón phân hợp lý thì mới có giữ được cái sự cân đối hợp lý ở trong cái và không làm rối loạn dinh dưỡng của cây tiêu, thì nó sẽ giảm bớt cái sự rụng rễ. Còn một cái yếu tố nữa cũng có thể gây nên cái sự rụng rễ, và ở đây là thường thường là dẻ non, và tới khi cái dẻ nó đã hơi lớn rồi, còn cái khi mà đã thật có quả trên đó rồi á, thì nó chỉ đầu mùa mưa cũng hay có những cái đối tượng sâu hại gây nên rụng hoa và rụng dẻ non á, tức là quả đã còn rất nhỏ thì dẻ non, thì bà con cũng nên lưu ý xem xét thăm vườn thường xuyên để mà phát hiện những cái đối tượng sâu bệnh hại này. Ở đây thì cái câu hỏi đặt ra là cái cuống vàng, nhưng theo tôi nếu như mà những cái đối tượng như bò xít hay bò xít mũi hay bò xít lưỡi mà nó chăm cái dẻ non á, dẻ non nó hay chăm hơn là dẻ đánh da mà trưởng thành thì nó ít bị hại hơn, thì nó sẽ làm thâm chứ không phải là vàng cuống. Nó có thể thâm ở trên dẻ hoặc là thâm ở cái cuống á, ở đầu cuống á, rồi nó cũng rụng, thì bà con nên quan sát cho kỹ những cái đối tượng sâu bệnh hại này.